Xin chào cô chú anh chị và mọi người, chào mừng cô chú anh chị đã trở lại với Phương Vũ. Căn nhà tiếp theo mình đi coi trong ngày hôm nay là một căn nhà tại thành phố Fountain Valley. Căn nhà được rao bán là 1.024.000, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng tới 1.007 square feet, lot size là tới 7.200. Nhà cửa nhìn rất là ok, rộng rãi, sạch sẽ và đã remodel lại everything rồi. Khu vực thì khỏi phải nói rồi, nó nằm ở zip code là 92708. Khu vực rất là good và rất là an ninh của Fountain Valley ha, kế bên Huntington Beach. Thì phía sau thì họ cũng có một cái backyard rất là rộng với cái có cái hồ bơi đó. Thì cái nhà này họ mình thấy cái khu chung quanh mà với cái diện tích như thế này thì có thể lên tới 1,3 triệu ha, 1,3 triệu, 1,3 triệu, 1,4 triệu gì đó. Cái giá nhà này họ list khá là dưới giá thị trường ha. Ok, rồi mình sẽ đi đến đi một vài cái khung cảnh bên trong và bên ngoài, đưa đến cái nhận xét của mình đến cho mọi người coi coi. Nhìn sơ sơ là thấy nó hot rồi đó, nhưng mà không biết nó còn cái đặc điểm gì để mình coi tới hay không. Rồi, hẹn gặp lại mọi người trong một vài giây. Ok mọi người, đây là cái khu vực phía trước của căn nhà này ha. Khu vực cũng rất là yên tĩnh, an ninh, sạch sẽ của Fountain Valley. Thì Fountain Valley là tốt rồi, trước giờ rồi ha. Nằm cũng kế bên Huntington Beach ha, nó cũng giáp với Westminster này hả, rất là đẹp luôn, thoáng mát ha, đường xá sạch sẽ rộng rãi, không có nhiều xe đậu. Đây là phía trước căn nhà này nè, căn nhà này nhìn rất là ok luôn á, con triệu 24.000 thôi à, mà tới 1.007 square feet lận, thì mình nghĩ rằng nó cũng có là cái nhà hot đó. Thì những ai có biết muốn biết thêm thông tin thì hãy gọi cho mình liền nha. Mái ngói cũng còn ok, thấy không? Sơ bên ngoài cũng còn nhìn rất là decent ha. Có một cái vườn ở phía trước, có một cái cây cao ha, mát mẻ. Gần Huntington Beach, kế bên gió mát, gió biển, mát mẻ quanh năm ha. Rồi mình đi vào bên trong nha. Ok mọi người, đây là cái khu vực bên trong của căn nhà này ha. Thì mình đi thẳng tới là cái khu vực dining room và kế bên là kitchen ha. Bên phải chúng ta là kitchen ở đây. Và cái phía trên là phòng khách ha. Thì đây là khu vực kitchen là cũng rất là thoáng ha. Sàn thì họ cũng làm lại mới rồi, kitchen thì họ cũng làm mới hết, everything ok. Cái nhà này đó rất là rất là good price, là tại vì họ rao có 1.024.000 mà 4 phòng ngủ 2 phòng tắm, nó rộng tới 1.007 square feet lận như nãy mình nói đó đó. Cái gì ta, cái khu này đó, nếu như mà cái diện tích như thế này mà phía sau còn có một hồ bơi nữa, cũng tầm khoảng 1,3 triệu, 1,3 triệu, 1,4 triệu luôn á, tại vì cái nhà nó rất là rộng, nó tới 1.007 square feet lận. Mà mọi người thấy cái living room nè, quá là rộng luôn, rất là thoáng, có hai cái cửa sổ lớn ở đây, trần cũng cũng cao ha. Mà nói chung là họ cũng làm lại hết rồi đó, tuy là nó không phải là fancy gì lắm nhưng mà nhìn vô là rất là bắt mắt, là mình vô mình ở được liền, không cần phải sửa sang gì hết. Nào, mọi người thấy cái living room không, rất là rộng miên man luôn đó. Thì nãy cái cửa đó mình vô, mình đi bên phải là mình vô cái living room ở đây, mình đi thẳng xuống cái sliding door quẹo phải thì chúng ta sẽ gặp cái kitchen. Nói chung là cái cấu trúc nhà thì cũng ok lắm. Cái ở giữa này thì nó có một cái gì đó che chắn, nhưng mà mình không biết là có thể là cái closet hay đây hay gì đó không. Đã đúng rồi, closet, walking closet đó. Ok thì để closet đây cũng được, tại vì nó cũng không phải nó bít hết cái phòng là living room và cái kitchen ha. Nó cũng open space ở phía sau thì nhìn nó cũng rất là thoáng đó. Đây mình để đồ, để quần áo, giày dép ở đây đó. Rồi bây giờ mình đi qua cái khu vực phòng ngủ và phòng tắm đi ha. Cái nhà này mình thấy nó khá là hot đó. Thì bên phải chúng ta sẽ có cái phòng tắm đầu tiên. Rất là đẹp ha. Đồ mới rồi hết, sơn sửa lại cũng hoàn chỉnh. Đó. Vô thì ở liền. Cái nhà này cũng phải đấu lên rất là nhiều đó mọi người ha. Ok, bên này là chúng ta có cái phòng ngủ ha. Rồi. Thì bây giờ mình đi tới cái phòng ngủ còn lại. Đây là phòng ngủ tiếp theo ha, rồi bên kia là có cái phòng ngủ nhỏ nữa ở bên này đó. Cái này là gì đây,
Let's see. À, này cũng có một cái closet. À, cái này là cái khu laundry. Thì cái khu laundry này chúng ta đi thẳng cái cửa rồi chúng ta sẽ ra tới cái garage đó. Để mình vô quay cái garage coi sao. Garage không có gì hết. Trống. Ok, ở đây chúng ta có cái phòng master bedroom ở đây. À, cái này là chắc phòng master là tại vì nó cũng bự hơn cái mấy cái phòng hồi nãy. Có cửa sổ cũng khá là sáng sủa. Ở đây chúng ta có cái phòng bathroom ở đây ha. Đó, bathroom ở đây. Đó. Kiểu là ốp gạch lại rất là đẹp ha. Cái vanity cũng ok. Đó. Vậy thôi. Thì nói chung ra cái nhà này họ list khá là thấp so với giá thị trường. Tại vì mọi người biết đó, cái nhà mà 1.700 square feet bình thường thôi, ở khu Fountain Valley thôi, mà cái nhà 1.300, 1.400 thì nó cũng đã trên dưới 1 triệu rồi, thấy không? Chưa kể là cái nhà này tới 1.700 square feet lần, tới 4 phòng ngủ lần, ha, rất là rộng đó. Ok, rồi mình đi ra phía sau đi ha. Ok, đây là một vài cái hình ảnh sơ sơ ở phía sau ha. À, họ đã chán xi măng là hết rồi, phía sau họ một cái hồ bơi. Hồ bơi cũng nhỏ thôi, nói chung ra maintenance cũng không có bao nhiêu. Đó, nhưng mà thật sự ra nó có nhiều cái potential ha. Nếu mà muốn xây ADU thì lắp cái hồ bơi lại, vẫn còn đất để xây ADU, còn không thì giữ cái hồ bơi đó cũng được. À, tại vì mấy cái nhà này nó đã trên 1 triệu rồi, nếu mà mua thì chỉ để ở thôi, tại vì khu nó rất là good. Mình ở, mình định cư đi luôn cho con cái học hành ở đây, trường học rất là good ha. Giữ cái hồ bơi lại, nó giữ cái giá trị của căn nhà, và tại vì thấy vậy thôi á, cái hồ bơi này á, nó add vô cái giá trị căn nhà rất là nhiều đó. Tại vì một cái cost mà để build cái hồ bơi như thế này ở Cali thì bây giờ chắc cũng khoảng hơn cả 100.000 rồi đó, nên nếu mà ai muốn ở thì giữ đi ha, giữ cũng được. Ngày mùa hè nắng ấm tại Cali thì có hồ bơi bơi ha, tận hưởng. Sơ sơ ngoài khu nhà thì hồi nãy phía trước thì mình thấy ok, phía sau cũng ok. Không, mái ngói thì nãy mình nói rồi, nhìn rất là good. Chỉ còn cái này thì chắc cũng xài chừng mới xài chắc cũng 5-10 năm thôi, không? Mình còn có thể nó còn last được cỡ thêm 5 năm, 7 năm nữa đó, chẳng hạn. Nước sơn sửa bên ngoài cũng ok ha. Tuy là nó hơi nó không phải là mới, nhưng mà muốn về thì muốn sơn lại cái màu mình thích cũng được. Rồi, mình xin dừng cái video ở đây. Nếu như ai có nhu cầu mua bán nhà cửa tại Cali, xin hãy gọi cho mình ở số phone là 310-480-7779, 310-480-7779 nha. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Không, hàng rào phía sau là nó dưới này bờ là cao ráo ha, rất là riêng tư ha, privacy, không có đụng chạm với ai hết.